này là cái gì đó. Nếu mà trả lời lời Phật tử có buồn không? Không hả? Ở hướng Tây đùa hết trơn xuống biển ha. Mà không phải Tây Úc. Ở nước phương Tây có nghĩa là còn năm phương gió bất có nghĩa là bất là không có vô được nhiều. Có đúng không? Có đúng không? Nói thầy ơi, con ở đây mà thầy nói nước Nam không có vô mà nước Tây, bên Tây nó vô hết, nó đùa hết trơn. Tại kỳ dân hỏi cái đó là nó nôm na. Hai câu nói đó là bình thường, bình lặng. Nhưng tại sao mà dịch duyệt ra cho tất cả chúng con? Không có đâu, không có đùa tất cả Phật tử đâu, nghe không? Phải không? Coi vậy chứ đánh cá còn coi chỗ nào á, cá bự bự, cá có râu đồ với cá mấy con cá mà tên tuổi thấy ghê đó thì lại đó lưới, chứ còn mấy con cá nhỏ nhỏ rồi người ta bỏ trơn à, không có sao hết đó, phải không? Phương Nam gió bất, phương Tây gió đùa, có nghĩa là như thế. Rồi cái câu ở trong trong thiên cơ này làm sao mà mình dịch duyệt ra? Ví dụ như bây giờ gặp thầy, thầy dịch ra, gặp kỳ dân. Còn quý vị về cứ nghe nói gió đùa, gió bất á, tưởng là gió bất hiu hiu á, gần Tết rồi nha, ăn Tết lớn, phải không? Nhưng không phải, bất là không có, bất cần, không cho đem quà vô cho nữa, phải không? Còn hướng Tây gió đùa. Nhưng mà thầy mới nói là ở Tây Phương này nó không có gì hết mà. Phương Tây có nghĩa là ngày xưa Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại về lần nhà Nam, có nghĩa là Nam Phương Thánh Đức. Nhưng mà thầy ơi, thôi con bán nhà bán cửa, con đi về bên Việt Nam rồi con thành Phật tu này kia, không có phải vậy đâu. Nơi miền bãi núi thức sơn màu nhiệm, nơi tịnh biên là biên thùy biên giới, nơi chỗ đó là hội nguyên vườn thiên giáo chủ, có nghĩa là tất cả các vị giáo chủ từ ở đâu, cũng như là tất cả các vị mà sứ mạng, sứ lĩnh của tất cả các bậc bị ta hội hết về ở tại tịnh biên. Để thanh tịnh bao nhiêu ngày để ta biên chấm điểm coi cái vị đó có đắc đạo được hay không, gọi là tịnh biên. Nơi đó có biên thùy biên giới đó, như thế để thi coi cái vị đó. Các nước cũng dẫn về thi hết à. Nhưng thầy sợ quá, khi mà mình đi ngang qua nó nhìn mình thôi, kiểm tại thế vị đó như thế nào, xương máu, máu trắng, máu vàng, máu đỏ, máu đen gì đó không biết. Nhưng mà trong cái người mình bao nhiêu giọt máu đánh ra hết là biết mình máu độc, máu thù, máu hận, máu ăn chay, máu niệm Phật, máu quan hỷ, từ bi cho mọi người, hay tuyệt vời như vậy. Cho nên ngày ấy còn xa lắm đồng đạo. Hẹn lần hẹn mòn, thầy trò mất uy tín. Nhưng mà không sao đâu. Rồi bị phạt, bị gì nó lời nói đó. Muốn thương chúng sanh bá tánh quá, cha thì đánh, mà anh thì thương, em thì thương, lén lén đem đồ ăn cho ăn. Mà ông già nói tôi cấm mày không cho ăn nữa nha, mà nếu mày cho ăn lần nữa tôi đánh mày hơn. Thì thà là bị đánh. Mình cứu cánh được người, giúp kẻ vui tươi thì người mình trọn. Con ơi giết bọn yêu quái gian tàn, không giết thật thà hiền lương đâu nhé. Hôm nay thế thà thầy nói đôi lời, chúng con tách dời biển khơi mà đến. Thuyền trời cặp bên thầy hơi còn chờ, sự việc bất ngờ thẫn thơ không kịp. Bây giờ có dịp mình cứ tu tâm, khỏi phải sai lầm tà ma quỷ quay. Thuyền trời thầy lái rước đạo về quê, mang cảnh nặng nề. Con ơi Thái quá, đừng nhân, đừng cá, đừng hận, đừng thù, cứ ráng mà tu. Tâm linh tri sang, mặt tình nhạo báng không có sao đâu. Rã quả địa cầu rồi Âu sẽ biết, tay người bị giết, bị diệt do đâu. Thầy về thầy thâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tà ma mỹ kế ôi hỡi chật đầy. Có tướng Phật thầy ra tay trừng trị, con về yên nghỉ lục tự niệm thầm. Thầy sẽ kính thăm hết trong đồng đạo. Bây giờ thầy dạo ở cạnh phương Tây, nhắc nhở giờ này tao mày rồi rõ không chuông không mờ, biết rõ được xong khuyên hết đạo đồng lạy công mà xin. Màn này đừng tin thiên địa giao ngôi, mình hỡi làm tôi làm bồi cho chung. Lần tay thật đúng lúng túng bây giờ, Di Lạc phất cờ con ơi, thiên địa rã tan hồn vía bay mất không còn. Thức tỉnh nghe con, làm tròn phận sự, ghế to ghế bự ngồi giữ ở đâu. Thượng đế âu sầu một câu bối xóa, tuy rằng không có mà rõ thuyền cờ. Thầy mãi đợi chờ con thơ trở bước, thầy đã tiếp rửa con đến tân dần. Đừng có ân cần nghiêng về đau khổ lòng qua gần chỗ bối bổ ly kình. Bớ hết thí sinh gần thi rồi đó, tiền muôn bạc bó đổi có được đâu. Ở trong địa cầu rồi hầu chi xiết, thầy giảng con biết thầy nói con nghe. Cũng như màn the thế gian bị rách, đừng nên trách mách ông Phật ông trời. Để cầu tách rời ngăn sông lấp biển, ráng về cầu nguyện ở cánh bên trong. Một giá một lòng náo nông phải bỏ, đây rồi cây cỏ cháy hết con ơi. Do lệnh của trời quỷ thiêu tà quay, thuyền kia thầy lái thơ nọ thầy ban. Mới phải hạ sang xuống miền tiên cảnh, hay là thầy lãnh ở chốn tục trần. Xuống biết bao lần mà dân không rõ, khoe môi khua mó ta bực hùng anh. Đây tới chiến tranh tạo thiên mà lập địa, bay hồn mất vía về phía nơi nào. Chắc ở bên tàu con nhìn rồi thấy. Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ thầy đâu biết nói gì đâu, hôm nói tàu nói tây rồi xây về việc thôi. Buổi chiều hôm nay đó thì xin kính chúc lành tất cả quý vị. Muốn đọc qua một bài là chừng nào chợ lớn hết dâu để con rắn. Nghe ha, nghe thầy đọc nhé. Có nghĩa là con Hồng ở bên Canada nó dám điện thoại thầy ơi chừng nào chợ lớn hết dâu, mà chợ lớn ở đâu thầy? Thì thầy trả lời nó nè. Thì kỳ dân trả lời với nó là 11 tháng 9 năm 2001 đó. Năm rắn từng tỷ. Chợ lớn hết vôi, sập mấy tầng lầu còn vôi đâu. Mà cái chợ đó lớn không? Lớn, chợ đó lớn lắm con. Chứ đâu phải chợ lớn Bình Tiên hay là Bày Tinh, Bình Tây, không phải vậy nha. Đó là cái chợ lớn. Nó cao nhất thế giới. Chừng nào chợ lớn hết vui thì là ta mới hết thôi phiến trần. Bây giờ rổ rổ rần rần, ta còn xa phú cầu bần ra đi. Bây giờ còn hải gian nguy, ta còn ở lại hoàng thi giáo truyền. Chừng nào lập thánh thần tiên, ta về bạch ngọc vô biên ta ngồi. Bây giờ còn mẫn còn thôi, ta còn ở lại đưa rồi đò tiên. Chừng nào ba tánh được hiền, ta về bạch ngọc vô biên an nhàn. Bây giờ còn khổ lan tràn, tràn lan máu kia còn nhuộm trên đàn thay phới. Ta đâu có được ao chơi, kiểm dân kỳ chót của trời là bao. Nói cho xin chúng đồng bào, kỳ này phải ráng chùi láo sạch trần. Ta đưa về ngự đại thần, có tên cô tuổi tai lần hốt châu. Ta về thượng phụ ta thâu, quỷ theo trần trượt chó trâu cho rồi. Ta đi ta nói dân ơi, ta đây bần tuyển nói tồi nói vinh. Nói cho đời hạ chúng sinh, nói cho võ trụ rung rinh không lường. Nói rồi ta chịu đoạn trường, hy sinh cho Phật dọn đường trong gai. Đêm buồn ta khởi thài lai, tại vì dân chúng gái trai còn kinh. Biển trời lồng lộng thinh thinh, tránh đâu cho khỏi bày tinh quỷ tà. Mê sai ức triệu cửa nhà, mê sai sắc bóng lụa là làm chi. Thời kỳ ta thấy dân nguy, trời sai ta xuống củ nguy đem về. Vậy mà nó mãi nhúng trề đây rồi, thay chết ê chề dọc ngang đúng dần. Đừng có rên than ngủ châu, chuyển động máu tràn như sông. Nói cho ba tánh chờ trong lọc rồi lập lại công đồng sự phấn. Lập đài thanh đức tân dân, tiện người mà hiền, tiện người tiên Phật tròn ẩn chưa tròn lành. Chừng nào cây quế chưa trổ cành, thì là thầy mới cho bỏ đành. Chúng con chi bây giờ chưa lấp biển mà chưa dời non, ta còn ở lại chứ ru con buổi chiều. Đàn kêu sống bủa quánh hiu, thị triều còn tràn ngập mà biết nhiều bớ đời. Đàn kêu bún rụng bời rồi, ai sai mà thầy nói cái đời như nay. Chưa tại vì dưng lệnh Như Lai, tại vì ta dưng lệnh ngày nãy lâm phàm. Đàn kêu ai biểu thầy làm, nói điên mà nói dài chứ nhám tham nhiều bề. Xuống đây kẻ nhúng người trề, không sao ta không sợ chứ ta về Tây Phương. Đàn kêu bị lối mất đường, khó mà nhìn thấy bình dương gian về. Đàn kêu tớ lại chưa gặp thầy, đừng kêu ai tạo cho cảnh này gian cơ. Đừng kêu sự thế đến giờ, ông ngồi mà ông tính chưa cuộc cờ ra than. Đừng kêu biến mất trần gian, lửa toàn các bậc chưa đạo tràng hiện thu. Chưa đờn kêu kêu bậc sĩ nhu, bây giờ trăng tỏ mà lại lu nghe trò. Đờn kêu còn hát còn hò, ta đâu có hãy bị so chi đời. Thay rồi bụng rủng chơ bời rờ, Phật sai mà trợ khiến ta vời phải đi. Đờn kêu cảnh tục gian nguy, tiếng đờn mà ta khải chứ thì muôn đời. Đờn kêu dân chúng mấy lời, nhớ thương mà sám giảng người đời hay không. Đờn kêu một chiếc xà rong, mặc hoài mặc mãi trên dòng sông khốn nàng. Vì thương dân tộc chứ gia vàng, vì tình mà lễ thứ chứ vì hàng năm ở châu. Đàn kêu ta khải chứ quá lâu, dù cho khanh tước công hầu cũng thiếu. Đàn kêu trong buổi chưa tiết chiều, đàn kêu gió trổ hoành hiếu tới giờ. Đàn kêu giả giải giả cờ đăng mà ta đắp cái bờ chơi cho dân. Đàn kêu chơi sự thế hầu gần, con ở mà tỉnh dậy nghe bần rau kinh. Đàn kêu bơ vớ chúng sinh, ráng lo tu niệm cho cứu mình nghe hôn. Chưa bại ngày nhật nguyệt thiên môn, tối tâm mà trợ đất sát hồn ra trò. Vậy mà thấy sự không lo, ta còn chờ đợi cho chiếc đò sông mây. Chứ kêu năm kêu tháng không về, lại còn mà nãy nhung mai trề mốt vui. Thôi thầy xin chúc lành hết tất cả nha. Đây thầy nói tới mai tới mốt tới một đời cũng còn, tại vì một tâm kinh để ngày sau có dịp thảm sầu mà quý đạo không còn thấy kinh sách nữa. Cho nên những lời lưu niệm này là mình đầu đội dây mang về để cất giữ đi, nhưng mình bỏ quên nó đâu vậy đó. Rồi nó tới cái bài tập của mình nó đem ra, chứ bây giờ chưa có xài, chưa có xài, ngày sau mới xài. Ngày sau mới biết. Cũng như đánh với nhau đó nè, đánh lộn xộn với nhau, thấy không? Lộn xộn với nhau, cứ đánh đập nhau hoài. Cái tao với mày gậy ông đập lưng ông á, vậy thì có ai đâu khúc nhục không à? Vậy xin Phật tử tu để sống nha, không tu thành thật chứ không có nói dạ thầy con quyết chí theo ông Phật lớn Phật bự tu thành Phật. Phật dựng tấm gương cho mình để sống hối, để biết rằng Đức Phật như thế nào. Vậy thôi chứ không phải là kiếp này không có đâu. Kiếp này nhân đạo, nếu mà tất cả chúng con muốn qua được Phật đạo thì nhân, thần, thánh, tiên, Phật. Ông thánh ông kiểm kỵ, vì mình bất hiếu, mình không tròn ân, còn ông thần ông kiểm không trung can nghĩa khí, cũng không được nữa. Bây giờ mình muốn vô thăm ông ngoại mình hay là ông cha mình hay là ông bà mình ở trong cái dinh ở trong á, hay là đứa con tôi làm tổng thống hay là làm tá tướng gì, thì lính nó gác nha, chú cho tôi vô thăm vào 12 giờ. Bà chịu khó bà đứng ngoài này, tôi vô tôi hỏi rồi tôi sẽ ra mở cửa. Thì mình cũng phải hạ cái vị thế của mình ngồi đây chờ nữa đó. Thì bây giờ ông thánh ông hỏi đủ chưa, nó dạ chưa, về đi, về tu nữa đi, trở lại kiếp sau đi, chứ không có được đâu, phải tròn ân tròn nghĩa. Thôi buổi chiều ở đây thì bữa nay cũng như là không có chấm dứt, nhưng mà tạm nghỉ thì ngày của kỳ dân để cho thầy biết, để thầy mời tất cả đồng đạo lời trong một buổi ăn, một bữa cơm rất lành, một bữa canh rất ngọt, để cho tất cả đồng đạo anh em rồi thầy chia tay như thế. Còn kỳ dân thì mẫu mắt cho sáng lên thêm, mạnh giỏi thêm, tăng trưởng thêm, phước lành thêm. Như vậy thì nó là liên quan, mình phải liên quan mật thiết với Phật chứ không có liên quan với ở ngoài thôi. Thì xin chúc lành hết tất cả đồng đạo ha, mạnh giỏi ha, tốt đẹp nhất. Và mình cứ trao luyện, nên tu luyện, tôi lên trên cái tôi ngồi tu luyện đạo không phải. Cũng như bây giờ bác sĩ bên Việt Nam mà đi tu nghiệp bác sĩ ngoài này, chúng ta phải tu lại, dưỡng lại, đó, trao luyện lại cho nó dạng dẻ một chút. Mình nói là mình chửi thề hay là mình làm gì giờ, mình bớt cái đó một chút. Mà mình gặp giang hồ, gặp Roma thì mình chửi được, mình gặp đây mình đừng chửi phải không? Nó chửi mình chửi nó là song bằng. Nhưng mà mình biết tu bớt lại một chút. Đó, vậy. Thôi vậy thì thầy chúc lên kỳ dân, ngày nào cho quyết định của gia đình nha. Ngày nào mà quý vị nghỉ rồi đó, cho đỡ rảnh rồi mấy giờ cho thầy biết. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ngày mai thầy xin đại diện.